Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung trình sau đây. Điện Kremlin nói về thông tin ông Trump nhiều lần gọi điện cho Tổng thống Putin. Hé lộ lý do Mỹ chưa cung cấp nhiều vũ khí hiệu quả cho Ukraine. Nga dùng chiến thuật cắt đôi Torres quyết không cho Ukraine rút lui. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cuốn sách mới của nhà báo Bob Woodward viết rằng, từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, ông Donald Trump đã có 7 cuộc nói chuyện riêng qua điện thoại với tổng thống Vladimir Putin. Trong cuốn sách sắp lên kệ, Woodward viết rằng, ông Trump đã yêu cầu một trợ lý rời khỏi văn phòng ở khu nghỉ dưỡng mar a ở Florida để cựu tổng thống có cuộc nói chuyện riêng tư với ông Putin vào đầu năm nay. Vị trợ lý mà Woodward không nêu tên cho biết, ông Trump và ông Putin đã có nhiều cuộc nói chuyện qua điện thoại từ khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống có lẽ phải tới 7 cuộc. Tuy nhiên, cuốn sách không nói hai người đã trao đổi những nội dung gì. Jason Miller, một cố vấn cấp cao và là trợ lý lâu năm của ông Trump, nói với quốc quát rằng ông không nghe chuyện ông Trump có các cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Putin. Nhưng Miller cũng nói, tôi chắc chắn họ biết cách liên lạc với nhau. Mới đây, Điện Kremlin bác bỏ thông tin ông Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có 7 cuộc điện đàm sau khi ông Trump rời khỏi Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2021. Không, điều này không đúng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận về thông tin được viết trong cuốn sách mới của phóng viên Mỹ kỳ cựu Bob Woodward. Giám đốc truyền thông của ông Trump là Stephen Cheung cũng đã bác bỏ thông tin này. Không có câu chuyện nào trong số những câu chuyện bịa đặt của Bob Woodward là đúng sự thật, ông Cheung nói. Ông Jason Miller, cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, cũng cho biết, tôi chưa nghe về chuyện họ đã có trao đổi, tôi phản bác thông tin này. Quân đội Nga đang tiếp tục đà tiến ở miền đông Ukraine, xâm nhập hoặc bao vây một số thị trấn của Ukraine, trong đó có Toresk. Nga đã kiểm soát được thị trấn quan trọng Ukleda, Vuleda cách đây một tuần, vào đầu tháng 10 năm 2024. Lực lượng Nga hiện đã tiến vào bên trong thị trấn Toresk, nằm cách Ukleda, khoảng 80 km về phía bắc. Bản đồ chiến trường do các nhóm độc lập phân tích video chiến sự cho thấy quân đội Nga đang tiến về trung tâm của Toresk. Mới đây, Tên Ryadopka cho biết, Nga nỗ lực tấn công và tính toán các phương án để ngăn chặn lực lượng Kiev thoát khỏi thành phố. Cụ thể, Nga nỗ lực tấn công và tính toán các phương án để ngăn chặn lực lượng Kiev thoát khỏi thành phố. Cụ thể, các binh sĩ Nga đã bắt đầu cuộc tấn công tích cực vào mỏ Tsenchanaya và các bãi thải ở Toresk vào đêm hôm trước. Nhờ việc củng cố thành công các tòa nhà nhiều tầng, cho phép họ hành động một cách tự tin, sử dụng các đường phố đã được kiểm soát làm bàn đạp cho bước tiến tiếp theo để kiểm soát khu mỏ. Rõ ràng, một khi Nga kiểm soát được khu mỏ với nhiều điểm cao quan trọng, có thể giúp họ khống chế toàn bộ thành phố bằng hỏa lực sẽ gây khó khăn lớn đối với AFU trong việc chấn thủ hoặc rút lui. Tuy nhiên, lực lượng Kiev nhiều khả năng sẽ tháo chạy khỏi thành phố về phía làng Petroka từ Zabanka. Toresk, tên trước năm 2016 là Zezinsk, là thành phố nằm trên đồi ở vùng Donetsk. Khi cuộc nội chiến Ukraine nổ ra năm 2014, thành phố này nằm ngay gần ranh giới giữa khu vực kiểm soát của Kiev và của lực lượng dân quân thân Nga. Do đó, Toretsk đã là nơi giao tranh suốt 10 năm qua và đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng tuyến của Kiev. Nếu Toretsk thất thủ, quân đội Nga sẽ chia cắt nhiều hơn các tuyến đường tiếp tế chủ chốt giữa hậu phương và tiền tuyến của Kiev. Trong số đó có tuyến đường huyết mạch nối thành phố Pokrovsk và thành phố Kostyantinovka. Đây đều là những thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở miền đông Ukraine và đang đối diện sức ép quân sự rất lớn từ lực lượng Moscow. Việc giành quyền kiểm soát Torezk sẽ giúp Moscow củng cố sự kiểm soát đối với vùng Donbass, nơi từng là thủ phủ công nghiệp của Ukraine trước khi chiến sự bùng nổ. Ở diễn biến đáng chú ý, Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine duy trì áp lực cần thiết đối với Nga theo hướng Kursk. Ông nói có một báo cáo riêng và dài của Tổng Tư lệnh về hành động của chúng tôi ở mặt trận. Về tất cả các hoạt động phòng thủ cũng như về chiến dịch Quốc, tính đến nay là tháng thứ ba giao tranh ở vùng Quốc đang được tiến hành và chúng tôi đang duy trì áp lực cần thiết đối với Nga theo hướng này. Nhà lãnh đạo cho biết thêm, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng GUR Budanov cũng đã báo cáo chi tiết về các quá trình đang diễn ra trong bộ máy của đối phương và ảnh hưởng của chúng tôi đối với họ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Umerov báo cáo về các chi tiết hợp tác với các đối tác. Trong một báo cáo tuyệt mật về chiến lược Ukraine của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi cho Quốc hội hồi đầu tháng 9, chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ tại châu Âu đã đính kèm một danh sách các hệ thống vũ khí nước này có thể giúp Ukraine chiến đấu hiệu quả hơn. Cụ thể, bản danh sách vũ khí trên do tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu biên soạn. Trong báo cáo, tướng Cavalli không nêu rõ lý do vì sao Mỹ chưa cung cấp các hệ thống mà theo ông đánh giá là hữu hiệu đối với quân đội Ukraine. Trong khi đó, đài truyền hình CNN cho biết các loại vũ khí này chưa được chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp cho Kiev, bao gồm tên lửa không đối đất GASSM và mạng lưới liên lạc an toàn có tên gọi Link 16 đã được NATO sử dụng. Link 16 là một hệ thống chia sẻ dữ liệu Mỹ và NATO sử dụng cho phép liên lạc liền mạch hơn giữa các hệ thống chiến đấu và đặc biệt hữu ích cho công tác chỉ huy và kiểm soát phòng không và phòng thủ tên lửa. Một nguồn tin quen thuộc trong chính phủ cho biết, Ukraine đã nhiều lần yêu cầu Mỹ cung cấp cả hai hệ thống. Tuy nhiên, trước đó, nhiều quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại công nghệ tối tân và bảo mật của Mỹ như hệ thống Link 16 sẽ rơi vào tay Nga. Trong khi đó, tên lửa không đối đất được phóng từ chiến đấu cơ cũng không có tác dụng mấy đối với quân đội Ukraine, trừ khi lực lượng chiếm được ưu thế trên mặt trận trên không. Trong gần 3 năm xảy ra xung đột với Nga, Ukraine liên tục yêu cầu Mỹ cung cấp các loại vũ khí tối tân hơn và dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến bầu cử Mỹ và khả năng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử vẫn còn hiện diện, số phận về nguồn viện trợ cho Ukraine trong tương lai vẫn còn là một ẩn số. Về phần mình, cho đến bây giờ, tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn kiên định từ chối yêu cầu cho phép sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Các quan chức Mỹ chỉ khẳng định họ đang cung cấp cho Ukraine mọi thứ mà quân đội Mỹ đánh giá là Kiev cần tại thời điểm này. Đề phòng kịch bản cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử vào tháng 11 tới, Mỹ và các đồng minh đang gấp rút tìm cách đảm bảo Ukraine có được những gì nước này cần cho đến hết năm 2025. Hồi tháng 7 vừa qua, NATO đã thiết lập cơ chế riêng để tạo điều kiện cho viện trợ và huấn luyện quân sự cho Ukraine. Lầu Năm Góc cũng đang tiến gần hơn đến việc cung cấp hợp đồng cho các công ty tư nhân của Mỹ để đến Ukraine hỗ trợ bảo dưỡng thiết bị và hậu cần tại đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hai sắc lệnh ban hành các quy định mới của Hội đồng An ninh và Quốc phòng về áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt và các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân nhắm vào những người đã phản bội Ukraine và hoạt động sản xuất vũ khí tại Nga. Trong số các pháp nhân bị Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine trừng phạt, có các công ty của Nga và Trung Quốc, bao gồm cả tập đoàn nhà nước Rostec luật sư Ukraine, ông Tetiana Montian bị coi là người phản bội cũng nằm trong danh sách các cá nhân chịu lệnh trừng phạt của Kiev. Trên tiền tuyến, theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở ở Mỹ, các lực lượng Nga đã đạt được những thành quả đáng kể ở cả hai khu vực tiền tuyến phía Đông và phía Nam Ukraine. ISVK trích dẫn các nguồn tin tiền tuyến từ Ukraine và Nga cho biết quân đội Moscow đã chiếm được một nửa Maximilianovka sau khi tiến vào khu vực trung tâm của ngôi làng cách thành phố Donetsk 40 km về phía tây. Các lực lượng Nga cũng giành quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía tây của Hostre và áp sát tuyến đường sắt Ostrovsky. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm kiểm soát khu dân cư Krodoka ở tỉnh Donetsk gây thiệt hại về sinh lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại nhiều nơi, trong đó có khu vực gần Toresk. Topcore đưa tin các nguồn thông tin của Ukraine đã thừa nhận sự tồn tại của những khó khăn nghiêm trọng trong việc phòng thủ tại các khu vực Kharkov và Donetsk, bất chấp mọi nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn sự tiến công của quân đội Nga theo hướng Kupyansk, hàng phòng thủ của nước này đang bắt đầu dạn nứt. Đặc biệt, một ngày trước đó, lực lượng vũ trang Nga đã có thể tiến công đáng kể theo hướng định cư Peschanoy và rõ ràng trong tương lai rất gần, các nhóm tấn công của quân đội Nga sẽ có thể thực hiện một cuộc tấn công mới ở Donetsk, tình hình của các lực lượng Ukraine thậm chí còn tệ hơn sau khi kiểm soát được Ukleda, lực lượng vũ trang nga thậm chí không nghĩ đến việc dừng lại. Ngược lại, các nhóm tấn công đã có thể đột nhập vào các đường phố của khu định cư Maximilianovka và đã kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ tại đây. Quân đội nga đang tiếp tục đà tiến ở miền đông Ukraine, xâm nhập hoặc bao vây một số thị trấn của Ukraine, trong đó có Torezk. Nga đã chiếm được thị trấn quan trọng Ukleda, Vuleda cách đây một tuần vào đầu tháng 10 năm 2024. Lực lượng Nga hiện đã tiến vào bên trong thị trấn Toresk, nằm cách Ukleda khoảng 80 km về phía bắc. Bản đồ chiến trường do các nhóm độc lập phân tích video chiến sự cho thấy quân đội Nga đang tiến về trung tâm của Toresk. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Anastasia Bobovnikova cho biết Nga đã xâm nhập Toresk và xung đột đang trực tiếp diễn ra ở mọi cửa ngõ của thị trấn này. Đối với Moscow, việc giành được Toretsk sẽ đưa ra mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donbass đến gần hơn. Bình luận trên tờ Focus của Ukraine trong tháng 8, chuyên gia phân tích quân sự Ukraine Alexander Kovalenko cho biết, thời gian qua, Nga đã tập kết khoảng 10.000 quân cho chiến dịch tấn công vào Toretsk. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết, việc chiếm được đỉnh đồi Toretsk sẽ cho phép Moscow cản trở các tuyến đường hậu cần quan trọng kết nối hậu phương hoạt động của lực lượng Ukraine trong khu vực với vùng chiến sự, bao gồm cả tuyến đường chính Pokrovsk, Kostyantinovka. Giao tranh dữ dội trong khu vực này phản ánh mục tiêu dài lâu của Điện Kremlin là chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk mà hiện nay họ mới chỉ kiểm soát được một bộ phận. Nhà phân tích quân sự ở Viên, Áo, Franz Stefan Gadi nhận định đây rõ ràng là điều mà Nga đang nhắm tới. Chính vì vậy, đây cũng là nơi đang diễn ra giao chiến ác liệt nhất. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan tới tình hình Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong Hyun cho biết binh sĩ Triều Tiên đang tham gia chiến đấu cùng quân đội Nga tại Ukraine. Đáng lưu ý, ông Kim cho biết rất có khả năng 6 sĩ quan Triều Tiên đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine gần Donetsk như truyền thông Ukraine đưa tin vào tuần trước. Ông Kim cho biết, chúng tôi đánh giá rằng khả năng xảy ra thương vong trong số các sĩ quan và binh lính Triều Tiên ở Ukraine là rất cao, xét đến nhiều tình huống khác nhau, đồng thời nói thêm rằng Seoul dự đoán Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục gửi thêm quân để hỗ trợ Nga. Hồi tháng 6 năm 2024, đài truyền hình Chosun TV của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức chính phủ nước này cho biết Triều Tiên dự kiến sẽ điều động 4 trong số 10 lữ đoàn công binh tới hỗ trợ Nga tại mặt trận Donbass. Mỗi lữ đoàn công binh Triều Tiên có quân số khoảng 5.000 người, nâng tổng số binh sĩ được triển khai lên đến 20.000 người. Thời điểm đó, Quan chức này dự đoán lực lượng công binh Triều Tiên dự kiến có mặt tại Donbass trong tháng 7. Tới đầu tháng 7, tình báo Hàn Quốc cho biết các nhóm quân mà Triều Tiên sắp đưa tới Ukraine đã được tập hợp để lên đường. Thiếu tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc đã lên tiếng cảnh báo gay gắt rằng quân Triều Tiên sẽ thành bia đỡ đạn nếu hỗ trợ Nga ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hai sắc lệnh vào ngày 8 tháng 10 ban hành các quy định mới của Hội đồng An ninh và Quốc phòng về áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt và các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân. Ông Zelensky nói, chúng tôi đang tiếp tục việc trừng phạt. Hôm nay, hai lệnh trừng phạt mới đã được đưa ra nhằm vào những người đã phản bội Ukraine và hoạt động sản xuất vũ khí tại Nga. Trong số các pháp nhân bị Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine trừng phạt, có các công ty của Nga và Trung Quốc, bao gồm cả tập đoàn nhà nước Rostec. Luật sư Ukraine Tetiana Montian, bị coi là người phản bội cũng nằm trong danh sách các cá nhân chịu lệnh trừng phạt của Kiev. Trước đó cuối tháng 9, theo Kiev Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký xác lệnh áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân và hơn 40 thực thể từ Iran, Trung Quốc và Nga. Trung Quốc, mặc dù tuyên bố trung lập, vẫn là nhà cung cấp hàng đầu các mặt hàng lưỡng dụng cho Nga, trong khi Iran thường xuyên cung cấp cho Moscow máy bay không người lái loại Shahed và gần đây là tên lửa đạn đạo. Ukraine đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với 6 người nước ngoài có liên quan đến việc cung cấp và mua máy bay không người lái cho Nga. Trong đó có giám đốc công ty Iran Pisgram Electronic Surface Company, PESC, ông Hamid Reza Hobani, và đại diện chính thức của công ty Hong Kong Highmark Electron Model Limited, ông Yang Fan, người Trung Quốc. Danh sách trừng phạt cũng bao gồm các công dân Nga, Alexander Fedoko, Igor Diogorov, Valentina Grigorieva, Lilia Alimova và các doanh nghiệp của họ tại Nga. Đầu tháng 5, báo El Mundo của Tây Ban Nha dẫn một nguồn tin trong ngành vũ khí Ukraine tiết lộ về một mạng lưới các nhà máy sản xuất vũ khí bí mật đã xuất hiện ở nước này ngay sau khi bùng nổ xung đột. Theo nguồn tin từ báo El Mundo, một số nhà máy này nằm dưới lòng đất, trong khi số khác nằm ẩn sau khung cảnh rộng lớn. Nguồn tin của El Mundo cũng lưu ý rằng phía Ukraine rất chú trọng vấn đề giữ bí mật vị trí của những nhà máy này, xem đây là mối quan tâm đặc biệt vì họ đã phát hiện những kẻ phản bội nằm trong số nhân viên của các nhà máy. Edmundo cũng cho biết thêm rằng các nhà máy này hiện đang sản xuất đạn dược, tất cả các loại máy bay không người lái, xe chiến đấu bọc thép Kojak, tên lửa Neptune và tên lửa chống tăng Stukna. Trong khi gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này cần tích cực triển khai các mẫu tên lửa tiên tiến để đạt được kết quả nhanh hơn trên chiến trường. Trong bài phát biểu vào tối 8 tháng 10, ông Zelensky cho biết đã tham dự một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao về việc phát triển nguồn cung vũ khí nội địa, bao gồm máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và tên lửa. Ông Zelensky nói, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến chương trình tên lửa, cần có nhiều thành tích chiến đấu hơn nữa ở cả tiền tuyến Ukraine và trên lãnh thổ Nga, cần có kết quả nhanh hơn và tất cả các nhiệm vụ có liên quan hiện đang được thực hiện. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov cho biết, trong tháng này, Ukraine sẽ công bố việc phát triển các tên lửa mới bao gồm cả tên lửa đạn đạo